máy bay chiến đấu ưu thế hàng không thế hệ mới của Hoa Kỳ. Không quân Mỹ đặt mục tiêu thành lập phi đội chiến đấu cơ tương lai. Từ bảy phi đội chiến đấu sẽ giảm xuống chỉ còn 4 phi đội chiến đấu, bao gồm máy bay chiến đấu ưu thế hàng không thế hệ mới, tức là NGAD hiện đang được phát triển, cũng như F35, F16, F15EX và điều đáng chú ý là danh sách này không bao gồm F-22 Raptor. Vì dự định sẽ cho nghỉ hưu, vì ưu thế hàng không thế hệ mới sẽ được thay thế và đi vào hoạt động. Theo chánh văn phòng của Không quân Hoa Kỳ, tướng Charles Brown, người đã đưa ra nhận xét tại McAllister, hội nghị liên kết biển cảnh, máy bay chiến đấu ưu thế hàng không thế hệ mới sẽ bay cùng với F-35, loại chiến đấu cơ nền tảng, cùng với chiến đấu cơ mới F-15EX và sau đó sẽ sử dụng F-16 trong thời gian nữa tháng 9 năm 2020, nguồn tin được tiết lộ rằng máy bay chiến đấu đã được thiết kế, phát triển, thử nghiệm và bay trong vòng một năm qua. Viên chức hàng đầu của không quân Hoa Kỳ, Will Roper, tuyên bố, không quân Hoa Kỳ đã phát triển và bay ra mắt một máy bay quy mô đầy đủ trong thực tế và đã sẵn sàng việc chế tạo máy bay thế hệ mới theo cách mà chưa từng xảy ra trước đây. Có rất ít thông tin về máy bay mới này, nhưng không quân hoa kỳ vừa mới tiết lộ một manh mối khái niệm về máy bay chiến đấu được chế tạo theo chương trình ưu thế hàng không thế hệ mới không quân đang xác định sự kết hợp phù hợp cho các máy bay chiến đấu không chỉ thông qua cuộc nghiên cứu chiến thuật trên không mà tất cả các cơ quan của hoa kỳ đang tham gia để xem xét mọi mặt tất cả các máy bay chiến đấu không quân đang tìm kiếm một lựa chọn bởi vì các sự kiện và giả định dựa trên mối đe dọa sẽ thay đổi theo thời gian không quân Hoa Kỳ vẫn đang xem xét đâu sẽ là sự thay thế cho chiến đấu cơ F-16, cho dù đó là F-35 bổ sung hay thứ gì đó khác trong tương lai. Không quân không cần phải đưa ra quyết định ngay, có lẽ sẽ là 6, 7 hay 8 năm nữa trong tương lai. Tương tự thì Hải quân Hoa Kỳ trong năm tài chính 2021 đã bao gồm một mục loạt cho máy bay chiến đấu thế hệ mới trong các dự án nghiên cứu và phát triển của Hải quân nhưng không làm rõ bất kỳ khoản ngân sách nào cho triển vọng 5 năm của chương trình phòng thủ những năm tương lai. Hải quân Hoa Kỳ cho rằng thời gian này phù hợp cho việc bắt đầu để phát triển loại máy bay chiến đấu hạm mới đầu tiên trong gần 20 năm qua. US Naval Institute News đã tìm hiểu về việc thành lập một văn phòng chương trình mới và tổ chức các cuộc thảo luận sớm về việc chế tạo nỗ lực trị giá hàng tỷ Mỹ Kim nhằm thay thế F-A-18EF Super Hornet và máy bay tấn công điện tử EA-18G Growlers sẽ bắt đầu hoạt động từ những năm 2030, đang thực hiện các bước ban đầu để nhanh chóng phát triển một loại máy bay chiến đấu có người lái mới, nhằm mở rộng tầm hoạt động của cánh vận chuyển hàng không và mang lại sự liên quan mới cho hạm đội hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ. Giám đốc Hải quân James Jules nói với các phóng viên vào đầu tháng 6 năm 2021 rằng dịch vụ này đã tạo ra một chương trình cho sáng kiến ưu thế hàng không thế hệ mới. Việc thành lập văn phòng cho chương trình ưu thế hàng không thế hệ mới gần đây của Bộ Tư lệnh Hệ thống Hàng không Hải quân diễn ra trong bối cảnh ngũ giác đài phải đối mặt với các ngân sách hạn chế, trong khi cố gắng điều chỉnh theo một chiến lược quốc phòng mới tập trung vào việc chống lại các mối đe dọa của Nga và Trung Cộng, tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Brian Clark, một nhà phân tích hải quân và thành viên cao cấp của Viện Houston tuyên bố, điều này có khả năng tiến tới việc theo đuổi một loại máy bay chiến đấu có người lái, bao gồm nhiều tính năng trên máy bay chiến đấu tấn công F-35 Lightning II với kỹ nghệ tân tiến và phạm vi mở rộng, để tạo ra một kiến trúc được thiết kế theo mô hình của thế kỷ 21 và để có được sự kết hợp liền mạch hơn và hội nhập tất cả mọi thứ được gài đặt vào thiết bị phát hiện, cũng như các cách tương tác tốt hơn với phi công và kết hợp nhiều hơn các hoạt động tự vận hành. Thậm chí còn hơn thế với F-35, kết quả sẽ là một chiếc máy bay mà phi công thực sự điều khiển một máy tính biết bay và điều khiển các hệ thống hơn cả hiện tại. Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch tìm kiếm một thiết kế hoàn toàn mới, chứ không phải một thiết kế dựa trên loại máy bay đã được đưa vào dây chuyền sản xuất cho loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu. Mặc dù dịch vụ nhận được đề nghị kết hợp thiết kế F-35 của Lockheed Martin và f 18 của Boeing, Hải quân hy vọng sẽ chế tạo một máy bay chiến đấu mới có bán kính hơn 1.000 hải lý so với bán kính chiến đấu 700 hải lý của F-35. Mục tiêu của dịch vụ này là trang bị cho máy bay chiến đấu mới vào những năm 2030 khi Super Hornets bắt đầu kết thúc vòng đời phục vụ. Hải quân Hoa Kỳ sẽ cố gắng rút ngắn thời gian vì Super Hornet có khả năng đạt được chuyến bay tối đa sớm hơn nhiều giờ so với dự đoán trước đó. Sự kết hợp giữa mong muốn chương trình được nhanh chóng và một thiết kế mới có thể khó khăn đối với Hải quân Hoa Kỳ vào thời điểm mà Ngũ giác đài đang chuẩn bị cho ngân sách không đổi hoặc là suy giảm với một thiết kế mới kết hợp những gì có thể sẽ phải có là một động cơ mới. Hải quân Hoa Kỳ đang đưa rủi ro công nghệ lên một tầng cao hơn. Đồng thời, Hải quân Hoa Kỳ sẽ yêu cầu một lịch trình rút ngắn thời gian, trong khi Hải quân Hoa Kỳ không đủ ngân sách cho những yêu cầu mà Hải quân mong muốn. Vì vậy, Hải quân đang tạo ra những thách thức trong cả ba khía cạnh của một chương trình mới, tức là chi phí, lịch trình và hiệu quả. Hải quân cho biết là họ sẽ tiết kiệm 4.5 tỷ Mỹ Kim trong kế hoạch ngân sách 5 năm của Hải quân và dồn tiền cho nỗ lực ưu thế hàng không thế hệ mới. Trong khi Hải quân chưa nắm cốt yếu bất kỳ đánh giá chi phí nào cho sáng kiến ưu thế hàng không thế hệ mới. Một báo cáo vào tháng Giêng năm 2020 từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính là dịch vụ này có thể chi khoảng 67 tỷ Mỹ Kim để thay thế cho phi đội F-A-18E từ năm 2032 đến năm 2050 và 22 tỷ Mỹ Kim để thay thế cho Growlers. Được biết, Boeing, Lockheed Martin và Northrop Grumman là ba đối thủ có khả năng là đối thủ cạnh tranh của máy bay chiến đấu có người lái. Có thể thấy là hải quân đang đi theo con đường tương tự như mục tiêu theo đuổi ưu thế hàng không thế hệ mới của không quân. Trong đó, hải quân mua một máy bay chiến đấu có người lái và sử dụng các hệ thống không người lái khác nhau để bổ sung cho nhiệm vụ. Câu hỏi gây ra tranh cãi nhất sẽ là liệu hải quân Mỹ có lựa chọn máy bay không người lái thay vì máy bay có người lái. Dù theo trò lưu nào thì khả năng tàng hình là một phần quan trọng của thiết kế cũng như sự kết hợp thiết bị phát hiện, trong đó số lượng lớn các thiết bị phát hiện kết hợp với nhau để cung cấp cho phi công khả năng nhận thức tình huống toàn diện chiến đấu hạm tương lai không chỉ được trang bị hỏa tiễn tầm xa để tiêu diệt máy bay chiến đấu của đối phương, mà còn là để tấn công các máy bay không người lái của địch và chỉ huy hàng loạt máy bay không người lái mini của hải quân. Hải quân cho biết có thể là hải quân sẽ bớt lại một số yêu cầu khi nói đến trọng tải vũ khí, tàng hình hoặc là thứ gì đó để giữ bộ tinh vi của chỉ huy, điều khiển, truyền thông, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát. Nhưng hải quân sẽ giảm bớt một số yêu cầu về khối lượng máy bay mang theo và khả năng xâm nhập của máy bay. Hải quân giảm trọng tải cho các hệ thống không người lái, vì vậy thay vì để 5 chiếc F35 thực hiện một nhiệm vụ nào đó thì hải quân sẽ gửi hai trong số các máy bay mới này cùng với một hệ thống không người lái để thực hiện cùng một nhiệm vụ. Bởi vì chiến đấu cơ có người lái mới sẽ yêu cầu khả năng tàng hình, tốc độ và tầm hoạt động Việc mang theo các thiết bị hạng nặng như hỏa tiễn có thể bị liệt vào loại hệ thống không người lái. Đó có thể là một giải quyết vấn đề chi phí khi chiến đấu cơ không cần phải bay xa nữa. Trưởng phòng bộ phận hoạt động hải quân, ông Michael Grilde, cho biết tại một diễn đàn ở Washington, DC vào cuối năm 2020 rằng lực lượng chiến đấu hàng không trong tương lai của hải quân có thể bao gồm sự kết hợp của cả hệ thống có người lái và không người lái nhưng ông thừa nhận rằng ông chưa biết loại nền tảng nào sẽ được sử dụng để phóng chiếc máy bay này để chống khả năng của chúng có thể hoạt động từ một cái gì đó khác với hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân ngày nay ý tưởng tiếp theo chế tạo máy bay có người lái mới với tầm bắn xa hơn để cố gắng vượt qua khả năng bắn hoa tiễn tầm xa của Trung cộng Iran và nga vào hàng không mẫu hạm đó là một trò chơi thua cuộc bởi vì hỏa tiễn có giá rẻ máy bay lại đắt tiền vì vậy hải quân đang ở trong một tình huống trao đổi chi phí khá chênh lệch